Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Chương 821, tin tưởng nhầm người. Mạo hiểm một phen, lấy độc trị độc ư. Nghe thì có vẻ là như vậy, nhưng Trịnh Bác Dương là sinh viên y khoa, hơn nữa anh ta còn nghiên cứu cực kỳ sâu về y học, luôn cảm thấy lời giải thích này không đáng tin. Anh ta nhìn Thạch Khoan, vẻ mặt rất khó xử. Ông Thạch, không phải tôi không tin tưởng ông, mà tôi chỉ cảm thấy liệu làm như vậy có mạo hiểm quá không? Sắc mặt của Thạch Khoan trở nên hơi khó coi, ông ta vỗ vai Trịnh Bác Dương nói, Bác Dương, tôi biết làm như vậy rất mạo hiểm, nếu đổi thành lúc bình thường chắc chắn tôi sẽ không làm như vậy, nhưng cậu phải biết rằng, bây giờ tình hình đang rất khẩn cấp, chúng ta không thể không mạo hiểm. Cậu nghĩ thử xem, mẹ của cậu chỉ còn sống chưa đầy một tháng nữa, có thể ra đi bất cứ lúc nào, liệu có còn thời gian để cậu từ từ thử nghiệm hay không? Bây giờ chúng ta phải đánh liều một phen. Như vậy xác suất cứu sống mẹ của cậu sẽ cao hơn. Bác Dương, cậu muốn nhìn thấy mẹ của cậu ra đi một cách không rõ ràng như vậy, hay muốn đánh liều một phen cứu sống mẹ của cậu? Cậu hãy tự đưa ra sự lựa chọn đi. Dù gì tôi cũng đã làm hết trong khả năng của mình, tôi còn có thể hại cậu ư? Nghe xong những lời này, Trịnh Bác Dương cảm thấy rất khó chịu. Đúng vậy, anh ta có thể không chấp nhận ý tốt của Thạch Khoan, rồi đi thẳng một mạch. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh ta sẽ hoàn toàn cắt đứt khả năng cứu sống của mẹ anh ta, chưa đầy một tháng nữa, anh ta và mẹ của mình sẽ âm dương cách biệt. Anh ta không muốn nhìn thấy kết cục này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Do đó, anh ta phải mạo hiểm cược một phen, ngộ nhỡ thành công thì sao? Cho dù không thành công thì anh ta cũng sẽ không tiếc nuối. Ông Thạch, tôi tin ông. Trịnh Bác Dương trịnh trọng gật đầu, bày tỏ mình lựa chọn tin tưởng Thạch Khoan. Thạch Khoan nở nụ cười rất hài lòng, nói với người ở bên kia, Văn Bình, con tới đây một lát. Thạch Văn Bình đi tới, ba, có chuyện gì ạ? Thạch Khoan đưa toa thuốc cho anh ta, con hãy đi bốc thuốc theo toa này, nhớ phải kỹ càng một tí, không được nhầm lẫn loại thuốc nào, cũng không được thiếu một cân nào. Con biết rồi ạ. Thạch Văn Bình cầm lấy toa thuốc. Đang định rời đi thì Thạch Khoan lại nói, con phải nhớ kỹ, hãy chọn loại thuốc có chất lượng tốt nhất, đừng keo kiệt làm gì. Vâng ạ. Thấy Thạch Khoan coi trọng, ra sức giúp đỡ mình như vậy, Trịnh Bác Dương vô cùng cảm động. Anh ta kích động nói, ông Thạch, ông giúp đỡ tôi như vậy, tôi thật sự không biết phải cảm ơn ông thế nào. Thạch Khoan xua tay nói, cậu không cần phải làm thế đâu, tôi giúp đỡ cậu cũng có chút tư lợi. Tư lợi ư? Đúng vậy. Thạch Khoan cười ha hả nói, chắc chắn sau khi tốt nghiệp, các bệnh viện, hiệu thuốc lớn sẽ tranh giành sinh viên xuất sắc như cậu, bây giờ tôi giúp đỡ cậu là hy vọng tương lai cậu có thể tiếp nhận công việc ở chỗ chúng tôi. Trịnh Bác Dương nghe xong thì càng cảm động hơn. Thạch Khoan là ai chứ? Ông ta là người đứng đầu ngành y dược ở khu Giang Nam. Hàng năm, không biết có bao nhiêu sinh viên xuất sắc muốn trở thành học trò của ông ta, huống chi là tiếp nhận công việc ở chỗ ông ta. Thạch Khoan có thể coi trọng Trịnh Bác Dương, phần may mắn Trịnh Bác Dương phải tích lũy trong bao nhiêu năm chứ? Anh ta kích động nói, ông Thạch, ông chính là ba mẹ thứ hai của tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức mà ông đã dành cho tôi. Thạch Khoan xua tay nói, cậu nói nặng lời quá rồi. Trong lúc hai người đang trò chuyện, Thạch Văn Bình đã cầm gói thuốc đi tới. Ba, con đã bốc xong thuốc theo toa này rồi. Thạch Khoan đưa gói thuốc và toa thuốc cho Trịnh Bác Dương. Bác Dương, cậu đừng nán lại đây nữa, mau quay về xác thuốc cho mẹ cậu đi, để bà ấy sớm uống cho mau chóng bình phục. Vâng. Trịnh Bác Dương nhận lấy gói thuốc, rối rít cảm ơn rồi vội vã về nhà. Nhìn bóng lưng rời đi của Trịnh Bác Dương, gương mặt hiền từ của Thạch Khoan từ từ trở nên dữ tợn, mãi đến khi Trịnh Bác Dương hoàn toàn rời đi, Thạch Khoan như biến thành ma quỷ, bật cười ha hả. Thạch Văn Bình đứng bên cạnh nói, tên ngốc này đang học y mà ngay cả chút nguyên lý y dược này cũng không nhìn ra. Đúng là rác rưởi, còn cho mẹ của mình uống quyết minh tử, ha ha, mẹ của cậu ta sẽ sớm lìa đời thôi. Thạch Khoan vuốt râu nói, chuyện này không thể trách cậu ta được, cậu ta đã nhìn ra điều bất ổn, nhưng cậu ta vẫn còn quá trẻ, chưa biết được sự hiểm ác của xã hội này. Ngã một lần khôn ra thêm, sau này cậu ta sẽ chú ý hơn. Thạch Văn Bình mỉm cười, sau này ư? Ba có nói nhầm không vậy? Bây giờ Thạch Khoan mới phản ứng lại, đúng, ba đã nói nhầm rồi, phải là kiếp sau sẽ chú ý hơn mới đúng, ha ha ha. Hai ba con nhà họ Thạch nhìn nhau cười. Trong mắt bọn họ, Trịnh Bác Dương và mẹ của anh ta đã là người chết rồi. Bên này,
Trịnh Bác Dương cầm gói thuốc vội vã quay về nhà, không nói hai lời, bắt đầu sắc thuốc ngay. Thuốc này phải sắc trong vòng 2 tiếng mới xong. Trịnh Bác Dương đổ thuốc vào bát, khẽ thổi một hơi, rồi bưng đến trước đầu giường của mẹ. Mẹ, đây là thuốc con mới lấy về từ chỗ của ông Thạch, mẹ uống thuốc này vào sẽ khỏi bệnh ngay. Nào, mẹ, để con đỡ mẹ ngồi dậy uống thuốc. Dưới sự dìu đỡ của Trịnh Bác Dương, mẹ của anh ta khó khăn ngồi dậy, hai tay run rẩy bưng bát thuốc, bà ta còn chưa uống, mà chỉ mới ngửi thôi đã muốn nôn rồi. Con trai, đây là thuốc gì vậy? Mùi khó chịu quá. Trịnh Bác Dương đáp mẹ, đây là thuốc đắng giã tật, mẹ hãy nhẫn nhịn uống hết, uống xong mẹ sẽ cảm thấy đỡ hơn. Mẹ của anh ta gật đầu, cầm bát thuốc lên, cố nén cơn buồn nôn, uống một hơi hết sạch. Ai dè vừa mới uống xong chưa đầy 2 phút, đột nhiên cảm thấy không ổn, cả người ớn lạnh, bụng cuộn trào rất khó chịu, cuối cùng phun ra một ngụm máu lớn. Mẹ! Chứng kiến cảnh tượng này, Trịnh Bác Dương đã sợ chết khiếp, dứt khoát ném bát thuốc đi, chạy đến đỡ mẹ. Mẹ, mẹ bị sao vậy? Mẹ của anh ta không nói ra được một câu, mà liên tục ho ra máu, mặt trắng bệch như tờ giấy, tay chân lạnh ngắt, nhìn bộ dạng có thể chết bất cứ lúc nào. Trịnh Bác Dương sợ hết hồn, chẳng phải ông ta đã nói uống thuốc xong sẽ đỡ hơn ư? Tại sao không những không đỡ hơn, mà bệnh tình của mẹ anh ta càng trở nên nghiêm trọng hơn? Chẳng lẽ mình đã cược thua rồi ư? Mắt thấy mẹ sắp qua đời, Trịnh Bác Dương không thể chịu đựng nổi, vội vã gọi bảo mẫu, dì mau gọi cho 120 đi, mẹ tôi sắp không xong rồi. Bảo mẫu gấp gáp đi gọi điện thoại. Chưa đầy 10 phút sau, xe cứu thương 120 đã chạy tới, chở người đến thẳng bệnh viện. Trịnh Bác Dương cũng đi theo mẹ đến bệnh viện. Mẹ của anh ta được đẩy vào phòng cấp cứu, nếu để lâu sẽ không qua khỏi cơn nguy kịch. Trịnh Bác Dương đi tới đi lui bên ngoài phòng cấp cứu, trán liên tục túa mồ hôi lạnh, tim đã nhảy lên tận cuống họng. Mẹ, mẹ tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Vừa nghĩ đến việc rất có thể mình và mẹ sẽ âm dương cách biệt, Trịnh Bác Dương đã không nhịn được mà bật khóc. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa chạm đến nỗi buồn mà thôi. Nửa tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài. Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi? Bác sĩ không vội trả lời, mà hỏi ngược lại, bác Dương, rốt cuộc cậu đã cho mẹ cậu uống thứ gì? Chương 822, đột ngột chuyển biến tốt. Trịnh Bác Dương bị chất vấn đến mức ngơ ngác, tôi đã cho mẹ tôi uống ít thuốc. Thuốc gì? Toa thuốc đây. Trịnh Bác Dương đưa toa thuốc cho bác sĩ vừa cầm lên xem, suýt tức đến chết. Bác sĩ ném toa thuốc, nổi giận đùng đùng nói, bác Dương, tốt xấu gì cậu cũng là sinh viên trường đại học y, nghiên cứu chuyên sâu về y học, chẳng lẽ nguyên lý y dược cơ bản nhất mà cậu cũng không hiểu ư? Cậu còn không hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mẹ cậu à? Bà ấy đã như thế rồi, vậy mà cậu còn cho mẹ cậu uống loại thuốc mang tính âm hàn như quyết minh tử. Cậu đang chê mẹ cậu sống quá lâu, nên muốn bà ấy sớm đi đầu thai đúng không? Trịnh Bác Dương nghe xong những lời này thì trợn mắt há mồm. Thật ra anh ta cũng hiểu rõ nguyên lý này, cũng nghĩ tới khả năng sẽ xảy ra kết quả này, nhưng dưới sự khuyên nhủ của Thạch Khoan, anh ta đã từ bỏ lòng tin vào bản thân. Trịnh Bác Dương lắp bắp, toa thuốc này là do ông Thạch Khoan đưa cho tôi, ông Thạch bảo. Thạch Khoan ư, ha ha, bác sĩ nói, là tên Thạch Khoan trong đầu chỉ biết đến tiền kia à. Tôi đã sớm chướng mắt với ông ta rồi. Trước đây dưới sự dẫn dắt của ông cụ Tân, giới y học đã phồn thịnh đến cỡ nào, còn bây giờ nhìn lại ông ta thử xem, đúng là phá hủy toàn bộ giới y học. Hả, ông Thạch không phải là hạng người đó chứ? Tại sao lại không phải? Bác sĩ nói, bác Dương ơi là bác Dương, tôi thật sự coi thường cậu. Nếu hôm nay mẹ của cậu không thể cứu sống, vậy thì cậu chính là kẻ đầu sỏ, là hung thủ giết người. Dứt lời, bác sĩ ném toa thuốc xuống sàn, thở hổn hển quay lại phòng cấp cứu, để lại một mình Trịnh Bác Dương đứng ngơ ngác ở đó, đứng không được mà ngồi cũng chẳng xong. Anh ta nhìn chằm chằm vào toa thuốc ở dưới sàn, không dám tin. Mình thật sự đã tin tưởng nhầm người rồi ư? Không thể nào, mình chỉ là sinh viên đại học nghèo rất mồng tơi, ông Thạch có thể nhận được báo đáp gì từ trên người mình cơ chứ? Ông ta chẳng yêu cầu mình chuyện gì cả, nên không thể nào hại mình được. Chắc chắn trong chuyện này đã nhầm lẫn chỗ nào đó. Trịnh Bác Dương vô cùng đau đớn. Nếu anh ta vì toa thuốc này mà thật sự hại chết mẹ mình, vậy thì anh ta sẽ không sống tiếp nữa. Không được, mình nhất định phải tìm hiểu rõ mọi chuyện. Trịnh Bác Dương vội vã rời đi, rồi bắt một chiếc taxi, đến thẳng xã y học,
nổi giận đùng đùng xông vào văn phòng của Thạch Khoan. Anh ta trừng mắt nhìn Thạch Khoan. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Trịnh Bắc Dương, Thạch Khoan liền biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu đã cho mẹ của cậu uống thuốc chưa? Thạch Khoan biết rõ còn hỏi. Rồi, kết quả thế nào? Trịnh Bắc Dương nghiến răng nghiến lợi đáp, sau khi mẹ tôi uống thuốc xong, bệnh tình không những không thuyên giảm, ngược lại còn nặng hơn. Bác sĩ nói là vì quyết minh tử, nên bệnh tình của mẹ tôi mới trở nên trầm trọng hơn. Bây giờ mẹ của tôi vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nghe xong kết quả này, Thạch Khoan chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc, ngược lại còn cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Trịnh Bác Dương hỏi, ông Thạch, ông không có gì muốn nói ư? Thạch Khoan cười hỏi, tôi phải nói gì chứ? Chẳng lẽ ông không giải thích tại sao lại xảy ra kết quả này à? Giải thích cái gì? Bác Dương, tốt xấu gì cậu cũng học y, chẳng lẽ chút hiểu nguyên lý cậu cũng không hiểu à? Mẹ của cậu mang thể chất gì, còn quyết minh tử là loại thuốc nào, bà ta có thể uống được ư? Trịnh Bác Dương siết chặt tay thành nắm đấm, mẹ của tôi không thể uống quyết minh tử, vậy sao ông còn nói gì mà mạo hiểm một phen, lấy độc trị độc? Tôi nói gì cậu cũng tin à? Thạch Khoan lạnh lùng nói, vậy tôi nói tôi là Thích Ca Mâu Ni chuyển thế, liệu cậu có tin không? Già mồm át lẽ phải. Nói khéo như rót. Nghe thấy những lời này, Trịnh Bác Dương không thể chịu nổi nữa, gầm lên, Thạch Khoan, ông là tên khốn, tôi và ông không thù không oán, tại sao ông lại muốn hại tôi như vậy? Tôi phải liều mạng với ông. Nhưng anh ta còn chưa kịp ra tay, hai vệ sĩ đứng đằng sau đã nhanh chóng đi tới giữ chặt Trịnh Bác Dương. Anh ta là sinh viên đại học yếu ớt, làm sao có thể là đối thủ của hai vệ sĩ cao to vạm vỡ? Anh ta đã bị giữ chặt, hoàn toàn không thể vùng vẫy. Thạch Khoan lắc đầu nói, tôi cũng không còn cách nào khác, cậu đừng trách tôi. Trịnh Bác Dương gào lên, không còn cách nào khác ư. Rốt cuộc ông muốn làm gì? Ông muốn tiền ư, tôi chẳng có đâu. Tiền sao? Thạch Khoan mỉm cười, tôi biết cậu không có tiền, nhưng cậu có một cơ thể cực kỳ tốt. Ông ta ngừng một lát rồi nói tiếp, Bác Dương, tôi cũng nói thật cho cậu biết, quả thật tôi có cách cứu sống mẹ của cậu, chữa dứt điểm căn bệnh dai dẳng của bà ta. Trịnh Bác Dương hoàn toàn không tin tưởng, đã là lúc nào rồi mà ông còn nói lời nhảm nhí đó. Ông tưởng tôi vẫn sẽ tin lời ông nói ư? Thạch Khoan nói, sở dĩ mẹ của cậu bị bệnh tật bám lấy là vì lá lách của bà ta đã xảy ra vấn đề. Trịnh Bác Dương, chỉ cần cậu chịu hiến nội tạng, đổi lá lách của cậu cho mẹ của cậu, chẳng phải bà ta vẫn có thể sống tiếp à? Chuyện này, hình như đây thật sự là một giải pháp, nhưng phẫu thuật thay lá lách vô cùng khó, người bình thường không thể làm được. Nhưng nếu là Thạch Khoan, nói không chừng thật sự có thể. Tuy nhiên, vẫn có thể tin tưởng Thạch Khoan ư. Nhìn thấy dáng vẻ do dự của Trịnh Bác Dương, Thạch Khoan nói tiếp, tôi cũng hiểu những gì tôi đã nói với cậu, sở dĩ tôi đối xử với cậu như vậy là vì tôi đã nhìn trúng một số bộ phận trong cơ thể cậu, nên muốn lấy ra đổi cho một bệnh nhân cao quý của tôi. Nhưng tôi là công dân tốt tuân thủ luật pháp, không thể nào làm chuyện phạm pháp, nên tôi không thể vô duyên vô cớ giết chết cậu, rồi cưỡng ép lấy đi nội tạng của cậu. Do đó tôi đã, Thạch Khoan nhìn Trịnh Bác Dương cười nói, sở dĩ tôi ép cậu vào bước đường cùng này là để cậu không thể không nghe lời tôi. Thạch Khoan duỗi ra hai ngón tay nói tiếp, Trịnh Bác Dương, bây giờ cậu có hai con đường để đi. Thứ nhất, cậu trơ mắt đứng nhìn mẹ mình chết, sau đó vì cậu đã mớm thuốc cho mẹ của cậu nên cậu sẽ trở thành hung thủ giết người, bị kết án tử hình. Thứ hai, cậu chọn hy sinh bản thân, dùng lá lách của cậu để đổi lấy mẹ của cậu, tôi sẽ đích thân phẫu thuật cho mẹ của cậu. Nhưng với một điều kiện, cậu phải hiến tặng các bộ phận khác trong cơ thể của cậu cho xã y học chúng tôi, mặc cho Thạch Khoan tôi tự mình xử trí. Cả hai con đường đều rất khó để lựa chọn. Thạch Khoan đặt một bản thỏa thuận và một cây bút đen xuống bàn, nếu cậu chọn con đường thứ nhất, bây giờ cậu có thể rời đi, ngược lại nếu cậu chọn con đường thứ hai, vậy thì cậu hãy ký vào bản thỏa thuận này. Có bản thỏa thuận này rồi, tôi sẽ thay lá lách cho mẹ của cậu, đồng thời việc cậu hiến nội tạng cũng trở nên hợp pháp. Cậu hãy tự lựa chọn mình sẽ đi con đường nào đi. Chiêu này thật sự quá tàn nhẫn. Thạch Khoan giả vờ làm người tốt để lừa Trịnh Bác Dương cho mẹ mình uống, thuốc độc đẩy mẹ của anh ta lên đoạn đầu đài. Nếu mẹ của anh ta chết, đừng nói Trịnh Bác Dương sẽ áy náy cả đời, mà anh ta còn trở thành hung thủ giết chết mẹ của mình, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Có thể nói, Trịnh Bác Dương đã không còn đường rút lui nữa. Anh ta chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của Thạch Khoan. Hiến tặng mạng sống của mình để cứu sống mẹ. Làm như vậy, ít nhất mẹ vẫn có thể sống tiếp,
thà chết một mình còn hơn cả hai người cùng chết. Trịnh Bác Dương đã rơi nước mắt. Mẹ, con trai bất hiếu, không thể phụng dưỡng mẹ đến cuối đời. Nhưng mẹ cứ yên tâm, con trai sẽ lấy cái chết để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ. Mẹ, mẹ hãy dùng lá lách của con trai để sống tiếp nhé, mẹ hãy sống thật vui vẻ nhé. Trịnh Bác Dương nhìn Thạch Khoan, tuyệt vọng nói, tôi chọn ký vào bản thỏa thuận với ông. Anh ta chỉ có thể lựa chọn như vậy. Trong kế hoạch của Thạch Khoan, các sự lựa chọn khác đều là dư thừa, bởi vì Thạch Khoan đã kết luận Trịnh Bác Dương sẽ lựa chọn và làm những gì. Một chàng sinh viên đại học chưa trải sự đời, hoàn toàn không cùng cấp bậc với người lão luyện lăn lộn mấy chục năm trong xã hội như Thạch Khoan, hai người cách xa một trời một vực. Từ đầu đến cuối, Trịnh Bác Dương đều bị Thạch Khoan xoay vòng vòng. Hai cậu hãy thả cậu ta ra. Hai vệ sĩ liền buông tay ra. Trịnh Bác Dương hít sâu mấy lần, từ từ đi tới trước bàn, vươn tay nắm chặt bút đen. Chỉ cần anh ta ký tên vào bản thỏa thuận, anh ta sẽ mất mạng. Trịnh Bác Dương nhìn Thạch Khoan, xác nhận một lần nữa, Thạch Khoan, ông phải đồng ý với tôi, sẽ đổi lá lách của tôi cho mẹ của tôi, để mẹ của tôi có thể sống tiếp. Thạch Khoan gật đầu, cậu cứ yên tâm, Thạch Khoan tôi chưa bao giờ thất hứa. Bệnh nhân của tôi không cần lá lách của cậu, nên cậu có thể yên tâm ký vào bản thỏa thuận. Chuyện đã đến nước này, mặc kệ Thạch Khoan nói thế nào, Trịnh Bác Dương đều phải ký vào bản thỏa thuận. Anh ta nhận được lời cam kết từ miệng của Thạch Khoan, chẳng qua là để mình ra đi một cách yên lòng và thanh thản hơn. Trịnh Bác Dương, một chàng trai đang ở độ tuổi thanh xuân, lại kết thúc cuộc đời tại đây. Mẹ, hãy bảo trọng. Anh ta không kìm được rơi nước mắt, bàn tay đang cầm bút không ngừng run rẩy. Lúc Trịnh Bác Dương chuẩn bị ký tên vào bản thỏa thuận, nhạc chuông điện thoại bỗng phá vỡ bầu không khí ở hiện trường. Reng 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 tương đương, reng 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 tương đương. Đó là nhạc chuông của Trịnh Bác Dương. Sắc mặt của Thạch Khoan đang đứng ở phía đối diện trở nên lạnh lẽo, ai lại gọi tới vào lúc này thế? Phiền chết đi được. Trịnh Bác Dương nhất thời bộc phát cơn giận, lấy điện thoại ra xem, là bác sĩ gọi tới. Nhìn thấy dãy số của bác sĩ, Trịnh Bác Dương càng khóc to hơn. Lúc anh ta đến đây, bác sĩ đang tiến hành cấp cứu trong phòng cấp cứu, theo lý mà nói, lẽ ra bây giờ bác sĩ đang ở trong phòng cấp cứu mới đúng, tại sao đang yên đang lành lại gọi cho mình thế? Chỉ có một lý do. Chỉ có thể có một lý do. Đó chính là mẹ của Trịnh Bác Dương đã không còn cầm cự được nữa, qua đời rồi. Trịnh Bác Dương đầm đìa nước mắt, run rẩy nghe điện thoại hỏi, alo, bác sĩ, có phải mẹ của tôi đã? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhõm mang theo tiếng cười của bác sĩ, bác Dương à, tin tốt đây, bệnh của mẹ cậu đã được chữa khỏi rồi, về cơ bản bây giờ đã hết bệnh rồi. Cậu đã chạy đi đâu thế? Mau quay về đi. Cái gì? Trịnh Bác Dương không dám tin vào lỗ tai của mình, chuyện này sao có thể? Mẹ của anh ta bệnh nặng như vậy, rõ ràng anh ta đã bị Thạch Khoan xoay vòng vòng, tại sao lại đột ngột xoay chuyển tình thế, chuyển biến tốt như vậy? Kỳ lạ. Thật sự rất kỳ lạ. Bác sĩ, ông đang nói đùa với tôi đúng không? Bác sĩ không vui nói, ai đang nói đùa với cậu hả? Tôi là hạng người như vậy à? Mẹ của cậu vốn đã sắp chết, nhưng thần y của trung tâm y tế nhân trị đã đến, nhất thời cứu sống mẹ của cậu. Trung tâm y tế nhân trị ư? Trịnh Bác Dương biết, đó là sự tồn tại nổi tiếng trong giới y học. Anh ta tò mò hỏi, là ông cụ Tân hay nữ hoa đà Tân Uẩn đã ra tay cứu giúp vậy? Cả hai đều không phải. Vậy còn có thể là ai chứ? Bác sĩ cười ha hả, nói ra một cái tên khiến Trịnh Bác Dương vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, vừa thẹn, vừa xấu hổ. Đó là Giang thần y của Trung tâm Y tế Nhân trị Giang Sách. Chương 823, nhanh mồm dẻo miệng. Giang Sách, vậy mà lại là Giang Sách thật sao? Người bị anh ta coi là một tên gian thương vô lương tâm không nhân tính, rồi nhục mạ hết lần này tới lần khác lại chính là Giang Sách. Anh, hóa ra lại là người của Trung tâm Y tế Nhân trị. Chưa kể, nghe giọng điệu thì có vẻ bác sĩ cực kỳ sùng bái Giang Sách, dẫu sao thì không phải ai cũng có được cái danh xưng thần y, này. Trịnh Bác Dương chỉ biết sững sờ một chỗ, trong lòng hỗn tạp đủ loại cảm xúc. Có kinh ngạc, có cảm kích, có hối hận, và cũng có cả sự hổ thẹn. Thành thực mà nói thì, để mọi chuyện đi đến nước này cũng đều do một tay anh ta tạo nên, nếu anh ta lựa chọn tin tưởng Giang Sách sớm hơn một chút. Thì chắc chắn sẽ không xảy ra những việc như ngày hôm nay rồi. Thì sẽ chẳng gây tội làm hại mẹ bệnh nặng phải vào viện nằm,
và sẽ càng không có chuyện bị ông già gian tặc Thạch Khoan kia ép phải ký bất kỳ loại hợp đồng quỷ nào. Vốn là một học sinh ưu tú của trường đại học y dược, thực ra anh ta vốn phải hiểu rất rõ không thể để mẹ sử dụng những loại thuốc đó, mà Giang Sách cũng đã thành tâm khuyên anh ta nên chú ý tới Thạch Khoan rất nhiều lần. Kết quả Trịnh Bác Dương lại ngu xuẩn chọn tin tưởng Thạch Khoan một cách mù quáng, cho rằng chỉ cần nghe theo những gì Thạch Khoan nói thì mẹ chắc chắn sẽ bình phục trở lại. Nhưng thực tế thì sao? Mẹ anh ta cũng vì vậy mà suýt mất mạng. Ngược lại, Giang Sách người từ đầu đến cuối phải hứng chịu sự xem thường của anh ta, bị anh ta châm chọc, vũ nhục lại chẳng nề hà gì, nhẹ nhàng chữa khỏi bệnh cho mẹ. Bất kể là y thuật hay y đức, Giang Sách đều giỏi và ưu tú hơn Thạch Khoan rất nhiều. Thực ra, sau lần mọi người bị Thạch Khoan lừa gạt, hiểu lầm Giang Sách xong, đáng ra Trịnh Bác Dương phải biết cảnh giác, nhưng cũng vì anh ta quá khao khát muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ, nên mới ngu xuẩn mù quáng như vậy. Mất bò mới lo làm chuồng, cũng may giờ vẫn chưa muộn để sửa chữa lỗi lầm. Cúp điện thoại, Trịnh Bác Dương lau những giọt nước mắt vương trên má, anh ta trừng mắt nhìn Thạch Khoan nói với vẻ hung tợn, đồ lửa đảo đáng chết nhà ông, chiêu trò của ông vô dụng rồi. Giang Sách đã trị hết bệnh cho mẹ tôi, ông còn có thể làm gì được nữa? Sắc mặt Thạch Khoan lập tức thay đổi, đương nhiên là không hề vui. Thấy kế hoạch mình chỉ cần tiến thêm một bước là đi tới đích, chỉ cần cuộc điện thoại vừa rồi chậm thêm mấy phút nữa, đợi Trịnh Bác Dương ký tên xong, thì anh ta có muốn đổi ý cũng không được. Nhưng sự thật đã vậy rồi, còn có thể làm gì được nữa? Tất thảy những chuyện này, có trách cũng chỉ trách Giang Sách chen tay vào, chó lại đòi bắt chuột, xen vào việc của người khác. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không thể chữa khỏi bệnh cho mẹ Trịnh Bác Dương, nhưng nếu là Giang Sách thì rất khó nói trước. Bởi xét cho cùng thì Giang Sách cũng tinh thông bát quái khí châm mà đến ông cụ Tân cũng không thể làm được. Vậy nên Thạch Khoan hoàn toàn có lý do để tin chuyện Giang Sách trị khỏi bệnh cho bà ta. Chỉ có điều, phải làm gì với thỏa thuận này đây? Để nó trở thành phế thải theo cách này sao? Ông ta không cam lòng, bản hợp đồng đã sắp được ký kết thành công rồi, vậy mà chỉ trong một tích tắc bỗng trở thành đống phế thải, Thạch Khoan sầu không sao tả xiết, sắc mặt cũng vì vậy mà trở nên khó coi hơn cả gan heo. Về phần Trịnh Bác Dương, anh ta đắc ý đến điên rồi. Anh ta chỉ vào Thạch Khoan nói, lão già gian tặc, ông tự đi mà giữ cái bản thỏa thuận đó lại bên mình đi. Tôi phải về bệnh viện thăm mẹ tôi rồi. À, đúng rồi, tôi còn muốn vạch trần những hành động của ông với giới truyền thông, đưa ông ra ngoài ánh sáng, để cả thiên hạ biết tội ác ông làm ra. Loại rác rưởi giống như ông mà cũng xứng làm người đứng đầu trong giới y dược sao? Tôi khinh. Dứt lời. Trịnh Bác Dương lập tức xoay người rời đi. Thạch Khoan đứng phát dậy rồi đập bàn một cái, bắt lại cho tôi. Ngay lập tức, mấy tên vệ sĩ đứng ngoài cửa lập tức giữ Trịnh Bác Dương lại, hai người vạm vỡ đối phó với một sinh viên trói gà còn không chặt, bên nào thắng bên nào thua chẳng phải đã quá rõ ràng ư. Trịnh Bác Dương cười khẩy một tiếng, sao hả, không phải ông nói sẽ không làm khó người khác sao? Chẳng phải ông nói, ông là một người hiểu biết và tuân thủ pháp luật lắm sao? Giờ thấy âm mưu quỷ kế của mình bị bại lộ, nên muốn giết người diệt khẩu, bá vương muốn chèn ép thượng cung sao? Quả thực là như vậy. Thạch Khoan cau mày, chắc chắn sẽ không có chuyện ông ta để Trịnh Bác Dương rời đi dễ dàng như vậy được, bởi một khi anh ta rời khỏi đây, thanh danh của ông ta nhất định sẽ bị ô uế, mục tiêu, phải vất vả lắm mới đạt được cứ như vậy biến mất, thật đáng tiếc. Nhưng nếu ra tay trực tiếp, thì làm sao? Có vẻ như cũng không được. Mọi người đều biết Trịnh Bác Dương tới Hiệp hội Y học, nếu anh ta mất tích tại Hiệp hội Y học, rồi bị giết, vậy thì Thạch Khoan sẽ giải thích với cảnh sát thế nào đây? Tình thế trở nên khó xử. Mà Thạch Văn Bình đứng bên cạnh sắp không nhìn nổi nữa rồi, anh ta nói với điệu bộ không vui, ba còn suy nghĩ cái gì nữa vậy? Cứ một đao thọc chết anh ta là được rồi, sau đó moi hết nội tạng ra là được không phải sao? Câm miệng! Thạch Khoan giận dữ hét, như vậy chẳng phải chúng ta sẽ phạm vào tội giết người sao? Phạm tội giết người hay tội phạm giết người, thế nào mà chẳng được, cũng không phải là chưa từng trải qua. Thạch Văn Bình nói với giọng điệu có vài phần châm chọc ba, đôi khi ba làm việc thận trọng nghiêm túc quá mức, lo trước lo sau, dài dòng nhu nhược. Để con nói ba biết, người làm việc lớn sẽ không câu nệ những tiểu tiết, giết chết anh ta, sau đó tìm một nơi hoang vu hẻo lánh chôn xác. Thần không biết quỷ không hay. Có gì mà phải sợ? Nếu cảnh sát tới hỏi, thì nói không biết, sợ gì chứ? Hai ba con nhà này, về việc xử lý vấn đề hoàn toàn bất đồng quan điểm. Thạch Khoan càng để ý cẩn thận cầu toàn bao nhiêu,
nếu không rơi vào thế đường cùng tắc lối tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi giết người, nhưng Thạch Văn Bình lại không cho là đúng, muốn làm thì cứ làm, nghĩ nhiều như vậy để làm gì. Lấy hết nội tạng, đem trị bệnh cho mấy khách hàng lớn, sau đó cầm tiền chạy ra nước ngoài chẳng phải sẽ ổn thỏa hết sao. Hai ba con cãi nhau túi bụi. Chán Trịnh Bác Dương đổ đầy mồ hôi lạnh, nói anh ta không sợ chết là giả, hiện tại anh ta kiên quyết đứng về phía Thạch Khoan, ngàn vạn lần cầu ông ta đừng nghe theo tên đầu đất Thạch Văn Bình kia, một đao thọc chết người rồi coi như không có gì xảy ra. Hai ba con nhà họ Thạch rằng co không hồi kết. Cuối cùng, Thạch Văn Bình không chịu được nổi cáu, mắng thẳng mặt ông ta, ba sống hèn nhát như vậy, thảo nào năm đó mẹ con coi thường ba, chạy theo người giàu có tới kinh đô. Những lời này thật sự đã chọc trúng ống phổi của Thạch Khoan. Thạch Khoan làm việc gì cũng do dự đắn đo, lề mà lề mề, năm đó cũng vì lý do này mà ông ta bị vợ khinh bỉ các kiểu, cuối cùng vợ ông ta tức giận bỏ trốn theo một người giàu có tới kinh đô, bỏ lại chồng và con trai, vứt bỏ gia đình. Đây cũng là vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành trong lòng Thạch Khoan. Cái loại láo lếu, loại con vong ân bội nghĩa, đại nghịch bất đạo. Thạch Khoan cảm thấy khó thở, mở miệng mắng được ba tiếng, đồng thời thẳng tay tát cho Thạch Văn Bình ba cái bạt tai, khiến miệng anh ta chảy máu. Hiện trường lập tức trở nên yên lặng đến lạ. Thạch Văn Bình ôm mặt, trừng mắt nhìn Thạch Khoan. Hai tên vệ sĩ túm chặt Trịnh Bác Dương cúi đầu không dám tiếp lời, dẫu sao cũng là việc nhà người ta, họ không tiện nói thêm bất cứ gì. Trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, Thạch Khoan ngồi xuống ghế, nói với giọng điệu như bị rút cạn sức lực, được, được, vậy ba sẽ kiên cường một lần cho con xem. Ông ta vung tay lên nói, xử Trịnh Bác Dương. Thạch Văn Bình vui vẻ, thế này mới đúng chứ, ba làm vậy mới đáng mặt đàn ông. Trịnh Bác Dương đứng đối diện sợ hãi không thôi, cuối cùng thì Thạch Khoan này vẫn không qua nổi con trai mình, xem ra anh ta sắp phải bỏ mạng tại đây rồi. Anh ta liều mạng phản kháng. Nhưng một sinh viên yếu ớt như anh ta sao có thể là đối thủ của hai tay vệ sĩ dáng người cao to cường tráng kia chứ? Hai tay vệ sĩ tuân lệnh, sau đó, một người giữ Trịnh Bác Dương. Một người khác dùng cánh tay thô chắc khỏe mạnh kẹp lấy cổ anh ta, dùng sức xiết, giống hệt một con mãng xà đang cuốn quanh một con vật nhỏ nào đó, muốn dùng cách thức này để khiến anh ta hít thở không thông, từ từ lấy mạng anh ta. Cách chết này có thể bảo vệ các cơ quan nội tạng trong cơ thể không bị tổn thương, và cũng là phương thức giết người mà họ dùng nhiều nhất. Lúc đầu Trịnh Bác Dương còn phản kháng, nhưng dần dần anh ta cảm giác hô hấp mình trở nên khó khăn, yết hầu cũng sắp vỡ vụn đến nơi. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Tôi, phải chết, thế này sao? Ngay lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, những tiếng bước chân dồn dập bỗng truyền đến, một vài người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát cất bước đi tới. Người cầm đầu, đương nhiên là đội trưởng đội cảnh sát Tạ Mạnh Chí. Làm gì vậy? Tạ Mạnh Chí hô to một tiếng. Tay vệ sĩ kia thấy rõ có điểm không ổn, lập tức buông lỏng tay ra, sau đó đẩy Trịnh Bác Dương sang một bên. Ngay lập tức, vài tên cảnh sát đi tới đỡ Trịnh Bác Dương, tiến hành kiểm tra anh ta, phát hiện chỉ là tạm thời thiếu oxy, nên đầu óc có chút mơ hồ, tuy nhiên không có gì nguy hiểm tới tính mạng cả. Tạ Mạnh Chí chỉ vào tên vệ sĩ, quát các người định giết người đấy à? Tên vệ sĩ kia sốt sắng, vội ném nồi cho Thạch Khoan, đây đều là do ông Thạch làm, chúng tôi chỉ làm theo những gì ông ấy bảo mà thôi. Hả? Có chuyện này nữa sao? Tạ Mạnh Chí đi vào văn phòng, nhìn chằm chằm Thạch Khoan. Mở miệng hỏi, Thạch Khoan, có chuyện gì thế này? Tại sao ông lại cho thuộc hạ giết Trịnh Bác Dương? Thạch Khoan híp mắt lại. Mặc dù thời khắc này đã tới, nhưng ông ta vẫn còn khá tỉnh táo. Một khi tội danh, giết hại Trịnh Bác Dương, được chứng thực, tuy là Trịnh Bác Dương không chết, nhưng chắc chắn ông ta vẫn sẽ bị liệt vào tội cố ý giết người nhưng không thành, và sẽ phải ngồi tù vài năm. Vậy nên ông ta quyết không để tội danh này được gắn lên người mình. Vì thế, Thạch Khoan lập tức làm vẻ mặt bất lực, nói với giọng điệu vô cùng oan ức, đồng chí cảnh sát à, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, tôi mới là người bị hại. Ông ta mới là người bị hại sao? Tạ Mạnh Chí giở khóc giở cười, hỏi tại sao lại nói ông là người bị hại? Rõ ràng là thuộc hạ của ông đang cố tình mưu sát Trịnh Bác Dương. Thạch Khoan lại nói, đồng chí cảnh sát, cậu nghe tôi nói đã, tình huống là thế này. Mẹ của cậu Trịnh Bác Dương này bị bệnh. Tôi có lòng tốt kê cho cậu ta toa thuốc, kêu cậu ta quay về cứu mẹ mình đi, kết quả mọi chuyện diễn ra không được thuận lợi, mẹ cậu ta vẫn trong tình trạng bệnh nặng sắp chết. Đồng chí cảnh sát, cậu biết đấy, trên đời này làm gì có loại thuốc nào trị được bách bệnh.
cũng làm gì có loại thuốc nào uống một lần là khỏi bệnh. Bệnh của mẹ cậu ta thật sự rất nặng, dù có không trị khỏi được, thì cũng không thể đổ hết tội danh quái đản lên đầu tôi chứ. Kết quả chính bác Dương tới đây càn quấy đủ trò, nói là tôi làm hại mẹ cậu ta. Có trời đất chứng giám, mẹ cậu ta vốn dĩ sẽ chết, tôi làm gì được. Vậy mà cậu ta lại tới đây làm loạn, thậm chí còn muốn ra tay đánh tôi. Tôi cũng hết cách, nên chỉ có thể gọi vệ sĩ tới đưa cậu ta đi, kết quả cậu ta nổi nóng, chẳng những không chịu đi còn vung tay đánh nhau. Mà vệ sĩ của tôi trong tình thế cấp bách, đành sử dụng một số thủ đoạn quá kích để khắc chế cậu ta. Còn nữa, chúng tôi mới là người bị hại, chúng tôi chỉ là đang có những hành động tự vệ đúng với pháp lý mà thôi, chỉ có điều là ra tay có hơi nặng quá. Nhưng Trịnh Bác Dương cứ đòi đánh đòi giết, chúng tôi cũng nóng, nên ra tay nặng một chút cũng không phải điều gì khó hiểu, đúng không? Quả là nhanh mồm dẻo miệng. Trên đời này, e là không ai rảo biện giỏi hơn được Thạch Khoan rồi. Chỉ một lời nói có thể biến đen thành trắng, chỉ một lời nói có thể biến hành vi phạm tội thành hành vi tự vệ hợp pháp, ha ha, hôm nay Tạ Mạnh Chí có thể mở mang tầm mắt rồi. Giờ phút này Trịnh Bác Dương còn đang mơ hồ, yết hầu lại khó chịu đến cực điểm, có muốn rảo biện cũng không thể thốt nên lời, chỉ có thể đứng nghe lời từ một phía Thạch Khoan. Về vấn đề này, tạm thời là không động tới Thạch Khoan. Thôi được, Tạ Mạnh Chí xua xua tay, mở miệng, chuyện này dừng ở đây, Thạch Khoan. Tôi tới tìm ông hôm nay là vì có chuyện khác. Chương 824, mạng là của ngài. Thạch Khoan nhàn nhạt hỏi, ồ, vậy có chuyện gì mà khiến đội trưởng Tạ phải đích thân tìm tới đây vậy? Tạ Mạnh Chí nói, không phải chuyện gì khác, chính là chuyện liên quan đến việc học sinh bị trúng độc tại trường học trước đó, còn một số chỗ không rõ ràng, cần ông phối hợp điều tra. Thạch Khoan gật gật đầu, được thôi, các người sang phòng khách trước đợi tôi chút, tôi thu dọn chút rồi tới đó ngay. Được, tôi chờ ông. Dứt lời, Tạ Mạnh Chí dẫn người của mình rời đi, nhân tiện cũng đưa Trịnh Bác Dương theo. Có cảnh sát đi cùng, người của xã y học đương nhiên không dám đụng vào Trịnh Bác Dương nữa, tính mạng của anh ta tạm thời an toàn. Đợi đến lúc nhóm người Tạ Mạnh Chí rời đi, Thạch Khoan dựa lưng vào ghế, mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Thạch Văn Bình lên tiếng, ba, tại sao chúng ta chỉ vừa mới chuẩn bị ra tay, bọn người Tạ Mạnh Chí lại tìm tới điều tra? Chuyện này chẳng phải quá trùng hợp rồi sao? Con cảm thấy chắc chắn là chúng ta đã bị theo dõi, đám chuột nhắt này chắc chắc đã nhắm đến chúng ta, biết chúng ta sẽ ra tay với Trịnh Bác Dương, cho nên mới lao tới. Và đúng thật là có chuyện như vậy. Đến cả Thạch Văn Bình cũng nhìn ra được, đương nhiên Thạch Khoan cũng có thể nhìn thấy cánh cửa trong đó. Ông ta nheo nheo mắt, mở miệng, chắc chắn là nhóm người này không có ý gì tốt, điều tra là giả, tới đưa Trịnh Bác Dương đi mới là thật. Nếu sự thật là vậy, thì manh mối bọn họ nắm giữ chắc chắn rất đáng sợ, có lẽ, hành động của chúng ta đã lọt vào tầm mắt họ từ lâu rồi, mà chúng ta vẫn còn ngây ngô chưa biết gì. Thạch Văn Bình có hơi sợ hãi, ba, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chạy hả? Thạch Khoan lắc lắc đầu, mở miệng, nếu giờ chúng ta bỏ chạy, thì chẳng khác nào chưa đánh đã khai. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa có được thứ mình muốn, không lẽ còn muốn nửa đời sau phải sống những ngày tháng nghèo khổ sao? Thạch Văn Bình lắc lắc đầu. Anh ta đã được sống buông thả rồi, làm sao tiếp tục sống những ngày tháng cực khổ được nữa. Thạch Khoan nói, xem ra, chúng ta không thể không làm mấy chuyện mang tính cực đoan một chút rồi. Văn Bình, sắp tới con chỉ phụ trách theo dõi Trịnh Bác Dương, không được ra tay, hành sự phải nghe theo mệnh lệnh của ba. Hoặc là không ra tay, một khi ra tay nhất định phải giải quyết được đối thủ, sau đó nhanh chóng rút lui. Bọn họ chỉ có một cơ hội. Tuyệt đối không được để thất bại. Giờ này khắc này, bên trong bệnh viện, Giang Sách đang ngồi trên chiếc ghế dài, điện thoại di động bỗng rung lên. Mở ra xem, là tin nhắn Tạ Mạnh Chí gửi tới, đã cứu được người ra rồi. Giang Sách cất điện thoại đi, nở nụ cười điềm đạm, cũng may là anh kêu Tạ Mạnh Chí cho người theo dõi sát sao Thạch Khoan, nếu không thì hôm nay Trịnh Bác Dương chắc chắn đã bỏ mạng tại đó rồi. Ngồi được một lúc, Giang Sách nhìn thấy một thân hình gầy ốm vội vã chạy tới. Người đó không phải ai khác, mà chính là Trịnh Bác Dương. Giang Sách đứng dậy đi tới, hai người nhìn nhau. Anh mỉm cười nói, Bác Dương, thật xin lỗi, bệnh của mẹ cậu thật sự quá nghiêm trọng, nếu kéo dài thời gian thêm nữa e là sẽ dẫn tới hậu quả không thể cứu vãn. Cho nên tôi đã tự động tiến hành làm phẫu thuật mà chưa được sự đồng ý của cậu, tôi muốn gửi một lời xin lỗi tới cậu. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, kết quả cuộc phẫu thuật thành công, bệnh của mẹ cậu đã được diệt tận gốc.
chỉ là cơ thể vẫn còn hơi yếu, đưa về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm nữa là được. Giang Sách nói những lời này với giọng điệu vô cùng bình tĩnh, giống như chẳng có gì quá ghê gớm. Nhưng khi lọt vào tai Trịnh Bác Dương, thì cảm giác như thế giới xung quanh anh ta tràn ngập ánh mắt trời, Giang Sách giống như vầng thái dương lóng lánh tỏa sáng trước mắt anh ta. Thình thịch một tiếng, Trịnh Bác Dương quỳ xuống. "A, cậu làm gì vậy?" Giang Sách lắp bắp kinh hãi. Trịnh Bác Dương nói với điệu bộ sám hối, "Thần y Giang, người cần xin lỗi phải là tôi mới đúng. Nếu không phải tôi chấp mê bất ngộ, ngu ngốc tin vào mấy lời gièm pha, thì mẹ tôi đã không rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Nếu tôi chọn tin tưởng và nghe theo những gì ngài nói, nhất quyết không nghe mấy lời của tên gian manh thạch khoan kia, thì có lẽ mẹ tôi đã được cứu từ lâu rồi. Thần y Giang, ngài chẳng những không trách tội tôi, còn cứu mạng mẹ tôi ngay thời điểm tôi nguy cấp nhất, cũng giống như là cứu tôi một mạng. Ngài chính là cha mẹ tái sinh ra tôi, là vầng thái dương của cuộc đời tôi. Tôi thề, từ hôm nay trở đi, mạng của Trịnh Bác Dương này chính là của thần y Giang, anh muốn tới lấy lúc nào là tùy ý anh, tôi tuyệt đối không nói hai lời. Anh ta vừa nói vừa khóc, cảm giác vui sướng và sám hối lẫn lộn đan xen nhau, quấn lấy nơi sâu thẳm trong lòng anh ta. Giang Sách mỉm cười lắc lắc đầu, duỗi tay đỡ anh ta đứng dậy. Đừng nói dứt khoát như vậy, tôi là bác sĩ, việc trị bệnh cứu người là việc tôi phải làm. Bác Dương, cậu cũng học y. Hy vọng đây chính là lời răn dạy cho cậu cả về sau này. Nhớ kỹ, bác sĩ cứu người, đó là lẽ bất di bất dịch, đừng để bị danh lợi hay bất kỳ điều gì làm lung lay tư tưởng mình. Đây mới là việc một đại trượng phu cần làm. Trịnh Bác Dương gật gật đầu, tôi biết rồi, thưa anh. Anh ta lau nước mắt, nói, lần này Thạch Khoan hại tôi thê thảm như vậy, chính là vì muốn lấy một ít nội tạng từ cơ thể tôi sẽ đi tố giác ông ta, vạch trần ông ta, để ông ta mọt gông trong tù. Giang Sách khẽ nhíu mày, anh mở miệng, trước tiên cậu đừng nói chuyện này ra vội. À, vì sao? Thạch Khoan là một con cá lớn, giờ vẫn chưa phải lúc thu lưới. Bác Dương, trước mắt cậu có thể tới đồn cảnh sát kể lại kỹ càng tỉ mỉ chuyện cậu gặp phải hôm nay cho đội trưởng Tạ nghe, còn những chuyện khác, cứ giao cho cảnh sát làm, cậu không cần phải nhúng tay. Dứt lời, Giang Sách lại đặt một tấm thẻ ngân hàng trong tay chính bác Dương, thẻ này không có mật khẩu, trong thẻ có 50 vạn. Xem như là tôi cho cậu mượn tạm, đợi sau này cậu có tiền rồi có thể trả lại tôi. Việc cậu cần làm hiện tại là toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ mình, để bà ấy hồi phục lại hoàn toàn. Trịnh Bác Dương ngây ngẩn cả người. Không, số tiền này tôi không thể nhận được. Thần y Giang, ngài trị hết bệnh cho mẹ tôi, đó đã là sự giúp đỡ lớn nhất đối với tôi rồi, sao tôi có thể cầm tiền của ngài được chứ? Anh ta định trả lại thẻ ngân hàng. Giang Sách trừng mắt liếc anh ta một cái. Nói với giọng lạnh lùng, cậu tưởng tôi cho cậu tiền sao? Còn không phải tại cậu nghèo à? Bàn tay đang giơ ra của Trịnh Bác Dương bỗng dừng lại giữa không trung. Giang Sách tiếp tục nói, mẹ cậu bệnh nặng mới khỏi, cần rất nhiều thuốc bổ, đồ bổ để điều hòa cơ thể, giúp cơ thể khôi phục khỏe mạnh. Cậu thì nghèo như vậy, lấy cái gì để chăm sóc mẹ cậu? Đến lúc đó, vì không có tiền mua đồ bổ thuốc bổ, mẹ cậu lại bệnh nặng lần nữa, như vậy chẳng phải lại từ tổn thất nhỏ thành lớn sao? Còn nữa, số tiền này không phải tôi cho cậu, mà là cho cậu mượn. Sau này cậu phải trả lại. Cậu nghe rõ chưa? Trịnh Bác Dương cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng, anh ta biết, Giang Sách cố tình nói như vậy. Tôi hiểu rồi, thần y Giang, tôi nhất định sẽ nỗ lực phấn đấu, sau này sẽ trả lại tiền cho anh, sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời. Giang Sách hài lòng gật đầu. Kỳ thật, Giang Sách căn bản không quan tâm anh ta có trả lại tiền được hay không. Bởi với anh mà nói, 50 vạn cũng chỉ như chín châu mất sợi lông. Điều khiến anh vui chính là, anh đã thấy được hy vọng toát ra từ người Trịnh Bác Dương, anh đã thấy được sự hăng hái và tinh thần tiến về phía trước, đây mới đúng là phẩm chất mà người trẻ tuổi cần có. Được rồi, mau đi xem tình hình mẹ cậu chút đi. Được. Trịnh Bác Dương cất tấm thẻ ngân hàng đi, lau khô nước mắt, mừng rỡ chạy vọt vào phòng bệnh. Mẹ, con trai mẹ quay lại rồi đây. Chương 825, không gì độc bằng lòng dạ đàn bà. Sắc trời dần chuyển tối, Giang Sách trở về nhà với niềm vui trong lòng. Cái hay của việc giúp người là khi thấy người ta vui sướng, trong lòng bạn cũng sẽ cảm thấy vui sướng lây, và những điều bức bách không vui trước đây sẽ tan thành mây khói. Đồng thời, Giang Sách cũng tạo thêm áp lực cho Thạch Khoan, anh tin không quá 3 ngày sau, Thạch Khoan nhất định sẽ sử dụng biện pháp cuối cùng. Tới lúc đó, chính là thời điểm để một lưới bắt gọn ba con nhà họ Thạch.
Giang Sách mang tâm trạng vui sướng bước vào cửa nhà, vừa mới bước tới cửa lớn, đã nhìn thấy một nhà lao tới, nhiệt tình mời anh ngồi xuống. Ba vợ bưng bát cho anh, mẹ vợ gắp đồ ăn cho anh, còn vợ anh thì rót trà mời anh, hầu hạ cẩn thận tỉ mỉ không thôi. Điều này khiến Giang Sách không kịp thích ứng. Anh hỏi, ba mẹ, hôm nay hai người làm sao vậy? Sao tự nhiên lại đối xử tốt với con thế? Ninh Khải Sơn ngồi xuống, thở dài nói, ba cảm thấy mấy lời ba nói với con hồi sáng có hơi quá, ba muốn xin lỗi con. Xin lỗi. Sách Nhi, thú thực ba phải suy nghĩ cẩn thận một chút, khoảng thời gian này, cũng nhờ có con mà nhà họ Đinh chúng ta mới không bị suy sụp, vậy mà ba còn chưa thấy thỏa mãn, nói ra nói vào con, là ba không tốt. Tô Cầm cũng lên tiếng, Sách Nhi, mẹ và ba con đã thương lượng xong xuôi rồi, chúng ta sẽ nghe theo quyết định của con hết. Nếu con cảm thấy công việc quá mệt mỏi, không muốn làm nữa thì có thể không làm nữa, với năng lực của con, sau này còn sợ không tìm được công việc tốt nữa sao? Lúc này Giang Sách mới hiểu chuyện gì, hóa ra bọn họ đang muốn xin lỗi anh về chuyện ban ngày. Anh cười nói, ba mẹ, chuyện ban ngày cũng không thể trách hai người được, đúng là con nói quá đột ngột, một chức vị lớn như giám đốc thu mua, sao có thể từ chức với lý do thoái thác thế được, đúng là con có chút không đúng. Ninh Mộng Nghiên nói, chồng à, em đã thỏa thuận xong với ba mẹ chúng ta rồi, sau khi anh từ chức, anh không cần làm gì hết, cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt, thả lỏng tinh thần đi. Chúng ta là người một nhà thì phải ra dáng cho giống người một nhà. Chồng, anh cũng vất vả rồi, nên nghỉ ngơi một chút, những chuyện còn lại cứ giao cho mọi người là được, cũng như nhau thôi mà. Nghe được lời này, Giang Sách cảm động vô cùng. Đã bao lâu rồi, anh chưa được nghe những lời nói ấm áp như vậy. Đây mới đúng là cảm giác của một gia đình. Giang Sách gật gật đầu, được, nhưng trước khi anh từ chức, còn có một việc cần phải xử lý xong xuôi đã. Chuyện gì? Chuyện gia chủ, Giang Sách nói với vẻ nghiêm túc, chúng ta cần phải diệt trừ Đinh Hồng Diệu và Đinh Tử Ngọc, chỉ khi đưa được Đinh Phong Thành lên vị trí gia chủ, con mới có thể yên tâm ở nhà hưởng thụ được. Lần này, Giang Sách thật sự muốn ra tay. Bên kia, tại tòa nhà của sản xuất nhiệt Đinh, trong văn phòng chủ tịch. Đinh Hồng Diệu và Đinh Tử Ngọc ngồi ở hai đầu ghế sofa, trên tay mỗi người cầm một ly rượu vang đỏ, nhìn qua có vẻ không vui gì mấy. Đinh Tử Ngọc nói, cái tên khốn Giang Sách kia làm nhục chúng ta không ngóc đầu lên được, còn bản thân thì vui vẻ sung sướng, khoe khoang ra oai, ha ha, em tuyệt đối sẽ không để anh ta được sống yên vậy đâu. Đinh Hồng Diệu cười ha ha, không nói chuyện. Chỉ với cái đầu của Đinh Tử Ngọc, thì sao có thể đấu với Giang Sách? Căn bản là không đủ tư cách để đấu. Lúc này, bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Ai vậy? Đinh Hồng Diệu hỏi. Là tôi, Khổng Liên Đằng. Khổng Liên Đằng. Đinh Hồng Diệu nhíu nhíu mày, anh ta không quen biết gì với người này, sao đột nhiên lại chạy tới đây? Đang định hỏi thử xem có chuyện gì, thì Đinh Tử Ngọc đã tranh nói trước anh, đây là người mà em tìm tới. Sau đó, cô ta nói vọng ra với người ngoài cửa, vào đi. Cánh cửa phòng được đẩy ra, một người đàn ông có diện mạo cực kỳ xấu, dáng người gầy ốm đi tới, chưa nói đến những cái khác, chỉ với ngoại hình này cũng đủ khiến người ta sinh chán ghét. Đinh Hồng Diệu lắc lắc đầu, nói thầm trong lòng, em gái tìm loại người này tới để làm gì. Sau đó, anh ta lại nghe Đinh Tử Ngọc hỏi, anh chính là Khổng Liên Đằng, bôi nhỏ thanh danh khét tiếng, không? Khổng Liên Đằng nhếch môi cười, hàm răng vàng khè của anh ta khiến người ta nhìn mà thấy ghê tởm. Đinh Đại Tiểu Thư, cô nói như vậy quả không tôn trọng người ta nha. Nhưng cũng không sao, tôi đúng là Khổng Liên Đằng, bôi nhỏ thanh danh khét tiếng, đây. Đinh Tử Ngọc gật gật đầu. Nghe nói anh cũng có bản lĩnh, muốn bôi nhọ người nào là có thể bôi nhọ người đó. Ha ha, còn phải xem cái giá khởi điểm cô đưa ra có hợp lý hay không. Đinh Tử Ngọc hỏi, tôi muốn anh bôi nhọ Giang Sách, anh muốn bao nhiêu tiền? Khổng Liên Đằng chau mày, mở miệng, cái tên này nghe có vẻ quen tai, hình như tôi đã nghe qua ở đâu rồi. Đinh Tử Ngọc nói, Giang Sách, giám đốc thu mua của châu báu Hằng Tinh. À, tôi nhớ ra rồi. Trước đây anh ta còn tự phát sóng trực tiếp quá trình cắt nguyên thạch, sự việc gây tiếng vang cũng không vừa đâu. Đúng vậy, chính là anh ta. Đinh Tử Ngọc hỏi, bôi nhỏ anh ta, muốn bao nhiêu tiền? Khổng Liên Đằng nói, Giang Sách này cũng không phải nhân vật đơn giản, muốn bôi nhỏ anh ta, ít nhất cũng phải 1.000 vạn. 1.000 vạn. Để mà nói thì mức giá này có thể gọi là vô cùng đắt đỏ, nhưng chỉ cần bôi nhỏ được danh dự Giang Sách, cái giá này cũng đáng. Được. Tôi trả,
Ninh Tử Ngọc tiếp tục truy vấn, vậy anh định bôi nhỏ anh ta bằng cách nào? Có cách gì chưa? Khổng Liên Đằng cười nói, muốn bôi nhọ một người quá đơn giản, tôi chỉ cần tìm một người có khuôn mặt tương tự giả trang anh ta, sau đó để người đó đi khắp nơi lừa ăn lừa uống, ký hợp đồng mua bán với các cửa hàng châu báu, xong rồi đưa ra cho người ta những ý tưởng kế hoạch, để công ty người ta thất bại. Đến lúc đó, những công ty châu báu đó sẽ hận Giang Sách đến thấu xương, chủ động tìm cách đối phó Giang Sách. Còn chúng ta, vừa được lợi lại vừa khiến Giang Sách trở thành kẻ xấu, một mũi tên trúng hai đích. Ý tưởng này thật sự đủ châm biếm. Mà cũng chỉ có loại người không biết xấu hổ như Khổng Liên Đằng mới nghĩ ra được, giả danh Giang Sách đi làm chuyện xấu, để mình được lợi, còn Giang Sách phải hứng chịu hậu quả. Đủ tàn nhẫn, đủ thâm độc. Ninh Tử Ngọc vô cùng hài lòng, mở miệng, vậy cứ làm theo những gì anh nói đi. À, có một công ty châu báu Trường Hòa, công ty đó đuôi mù muốn được hợp tác với Giang Sách thông qua chúng tôi cũng muốn chỉnh lại anh ta từ lâu rồi. Khổng Liên Đằng. Ngày mai anh đưa tên hàng giả tới châu báu Trường Hòa đi, tôi sẽ làm nhân chứng, anh để tên hàng giả kia ký hợp đồng với châu báu Trường Hòa, lừa ăn lừa uống, làm cho châu báu Trường Hòa sụp đổ. Đến lúc đó, châu báu Trường Hòa nhất định sẽ không để yên cho Giang Sách. Để hai người đó tự đấu nhau, chó cắn chó nát đầu, chúng ta ở ngoài xem kịch hay, ha 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 ha. Chỉ một kế sách có thể loại bỏ được hai tên địch, đúng là không gì độc bằng lòng dạ đàn bà. Cuối cùng. Khổng Liên Đằng nói, mà, các người có ảnh Giang Sách không? Với tôi, anh ta không phải quá quen thuộc, cho tôi một tấm ảnh anh ta, ngày mai tôi sẽ dựa theo tấm ảnh đó để tìm một người đóng giả. Cái này không thành vấn đề. Ninh Tử Ngọc lập tức lấy một tấm ảnh Giang Sách ra đưa cho Khổng Liên Đằng, còn đặc biệt nhắc nhở anh ta, tìm một người giống anh ta chút, nếu có thể, thì nên là người có chút hiểu biết về ngành sản xuất châu báu, nếu không sẽ bị lộ tẩy ngay đấy. Khổng Liên Đằng gật đầu nói, cái này cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức tìm kiếm. Khổng Liên Đằng cất tấm ảnh chụp, sau đó anh ta rời khỏi văn phòng. Ninh Tử Ngọc cười khẩy nói, Giang Sách, lần này tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 825.